Sau va chạm, các cuộn tôn trên xe đầu kéo lăn xuống đường đè nát xe máy. Nhức nhối tình trạng bê tông tặc lấn chiếm không gian thoát lũ sông Hồng. Hân hoan đón chào quý vị và các bạn đến với chương trình Chuyện mỗi ngày của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Chuyện mỗi ngày. Điều đó có nghĩa là quý vị luôn có sự quan tâm đến những vấn đề đang xảy ra mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta. Quý vị thân mến, Nhà Bè Nghìn Lẻ Một Đêm là một trong những tour du lịch đường sông vừa được Thành phố Hồ Chí Minh đưa vào khai thác và thu hút du khách. Cùng với đó là hàng loạt những sản phẩm du lịch đường thủy được làm mới, đa dạng, hấp dẫn, đem đến cho du khách nhiều cảm xúc từ tò mò cho đến vỡ òa sau mỗi lần trải nghiệm. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị cùng khám phá sức sống mới cho du lịch đường thủy Thành phố Hồ Chí Minh, quý vị nhé. Đạp xe len lỏi qua những con đường nhỏ, hai bên là lau sậy, cảnh đêm bình yên, tĩnh lặng, có thể nghe được tiếng côn trùng, cảm nhận được mùi thơm của cỏ cây rơm rạ. Đó là những cảm xúc mà đoàn du khách này nhận được qua tour trải nghiệm Nhà Bè Nghìn Lẻ Một Đêm, điểm đến cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh 30 km, với hành trình xuất phát và kết thúc trong đêm, đem đến nhiều điều bất ngờ thú vị cho du khách. Một cái trải nghiệm của chưa được một đêm, nó rất là với là mãn nhãn cho cái cảm xúc của mình, dẫn dắt thêm các bạn mình để khám phá một cái Sài Gòn về đêm, một cái Nhà Bè rất là quen thuộc nhưng mà rất là còn nhiều điều mình chưa biết tới. Còn với tour ngắm Thành phố Hồ Chí Minh về đêm trên xe bus đường thủy thì lại mang đến cho du khách vẻ đẹp hoành tráng của thành phố hoa lệ với hệ thống nhà cao tầng, đèn điện rực sáng. Nhiều du khách xa quê hương khi trở về Việt Nam không thể bỏ qua tour này vì đó là cơ hội đứng từ xa cảm nhận sự thay đổi của thành phố. Tôi rất bất ngờ mỗi lần về Thành phố Hồ Chí Minh lại thấy thành phố thay đổi đẹp và hiện đại, không khác gì nước ngoài. Du lịch ngắm cảnh trên sông như thế này cũng rất thú vị, cảm giác rất tuyệt vời khi cùng gia đình du ngoạn trên sông và ngắm nhìn thành phố. Du lịch đường thủy luôn được ưu tiên phát triển trong các sản phẩm du lịch đặc trưng của Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, dù nhiều sản phẩm mới được đưa ra và liên tục làm mới các tour cũ, vẫn chưa đạt như kỳ vọng và tiềm năng vốn có. Để du lịch đường thủy trở thành điểm nhấn quan trọng cho du lịch thành phố, các chuyên gia cho rằng có đồng bộ trong cách nghĩ, cách làm. Với những nỗ lực bước đầu, cùng với tận dụng lợi thế về sông nước, cảnh quan, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trong vài năm tới, du lịch đường thủy sẽ là một trong những sản phẩm đặc trưng thu hút du khách trong nước và quốc tế, qua đó giúp ngành du lịch đa dạng hóa các sản phẩm, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của du khách khi đến Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình Chuyện mỗi ngày sẽ tiếp tục với những sự việc đáng chú ý về tình hình an ninh phố phường trong cụm tin hôm nay có gì. Mới đây, đoàn công tác của Ban An toàn Giao thông Quốc gia đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các nạn nhân vụ tai nạn giao thông xe khách lao xuống vực trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên. Theo đó, đoàn công tác của Ban An toàn Giao thông Quốc gia đã đến Bệnh viện Đà Nẵng thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho các nạn nhân vụ tai nạn được cấp cứu và điều trị tại bệnh viện. Ông Khuất Việt Hồng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ban An toàn Giao thông Quốc gia, đánh giá cao tinh thần và sự nhanh chóng của ngành y tế Đà Nẵng đã kịp thời cứu chữa cho các nạn nhân và tạo mọi điều kiện tốt nhất để người bệnh sớm phục hồi sức khỏe. Tại buổi làm việc, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, đến thời điểm hiện tại, bệnh viện đã tiếp nhận 13 bệnh nhân của vụ tai nạn trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên. Phần lớn các nạn nhân bị đa chấn thương và được xử lý kịp thời. Hiện đã có 3 bệnh nhân đã ra viện, tình hình sức khỏe ổn định. Trước đó, vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 23 tháng 1, tại km 36+400, đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 3 người tử vong và nhiều người khác bị thương. Mới đây, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã xử lý hiện trường vụ xe đầu kéo va chạm xe máy. Sau đó, 3 cuộn tôn trên xe đầu kéo bung khỏi giá đỡ, đè nát cabin và chiếc xe máy. Theo đó, hơn 16 giờ chiều ngày 23 tháng 1, xe đầu kéo chạy trên quốc lộ 1 hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến cầu vượt ngã ba Tân Vạn, thuộc phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, tài xế cho xe chạy xuống ra cầu để rẽ phải về hướng đường Mỹ Phước - Tân Vạn. Khi đến trước trại cá giống Tân Vạn thì xảy ra va chạm với xe máy do hai nam sinh viên chở nhau chạy cùng chiều đang rẽ trái. Khi hai xe vừa va chạm, tài xế cũng đạp thắng gấp, bất ngờ 3 cuộn tôn trên rơ móc bị trật khỏi giá đỡ, một cuộn rơi xuống bên hông phải xe, hai cuộn lăn về trước đè móc cabin, rơi xuống đường đè tiếp lên xe máy của hai nam sinh kia. Rất may, khi cuộn tôn chưa kịp rơi xuống thì hai nam sinh đã kịp nhảy ra ngoài nên thoát chết trong gang tấc, tinh thần hoảng loạn. Tại hiện trường, 3 cuộn tôn nằm án ngữ dưới đường, cabin xe đầu kéo biến dạng, chiếc xe máy hư hỏng nằm dưới gầm xe đầu kéo. Nam tài xế rất may cũng không bị thương,
Nhận tin báo, Công an phường Bình Thắng và Công an thành phố Di An có mặt điều tiết giao thông, xử lý hiện trường. Bệnh viện Đa khoa Cái Nước tỉnh Cà Mau cho biết vừa tiếp nhận 3 trường hợp ăn sam biển bị ngộ độc có địa chỉ thường trú ở ấp Gò Công, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau. Theo gia đình cho biết, trước đó, sáng ngày 22 tháng 1, ông CTH, tên đọc tắt, đi biển đánh bắt được 3 con sam mang về nhà nướng và tổ chức tiệc nhậu có 4 người tham gia, trong đó có một người không ăn sam. Sau khoảng 2 giờ, ông H có triệu chứng tê miệng, gia đình đưa ông đến trạm y tế xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân nhưng tình trạng sức khỏe không ổn định. Gia đình tiếp tục chuyển ông Hát và 2 người trong tiệc nhậu có ăn sam nướng lên bệnh viện Đa khoa Cái Nước. Lúc này, ông Hát bị ngộ độc khá nặng phải điều trị tích cực, kết hợp cho thở máy. Hiện tại, sức khỏe ông Hát đã hồi phục. Riêng đối với 2 người còn lại, triệu chứng nhẹ, qua thăm khám, bác sĩ cho một trường hợp xuất viện ra về. Bệnh nhân còn lại đang tiếp tục theo dõi. Đại diện Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, lực lượng chức năng của thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện việc giám sát tiêu hủy tang vật là thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhập lậu, không đảm bảo chất lượng, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm của 22 vụ kiểm tra về lĩnh vực an toàn thực phẩm. Theo đó, từ ngày 17 đến 22 tháng 1, đội quản lý thị trường số 6, Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát hàng hóa vi phạm buộc tiêu hủy gồm 766 kg bánh, kẹo, mứt, các loại hạt, 18.009 đơn vị sản xuất hộp, bình, vỉ, gói, hũ, bánh kẹo, mứt các loại có tổng giá trị 264.139.000 đồng. Ngoài ra, còn có 200kg hạt hướng dương, 200kg hạt mắc ca, 11.400 cây kẹo trứng ốp la, 4.800 hộp kẹo que, 110 vỉ kẹo hình Pokemon, 100kg hạt nhựa đào, 45kg táo khô, 66kg mứt táo, bí, gừng, 114 hộp sô-cô-la không rõ xuất xứ. Việc tiêu hủy hàng hóa vi phạm được thực hiện tại chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị thành phố Hồ Chí Minh dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng liên ngành. Phương thức tiêu hủy áp dụng là dùng xay chuyên dụng, xay nát hàng hóa, sau đó chuyển cho chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị thành phố Hồ Chí Minh xử lý theo quy định để đảm bảo vệ sinh môi trường và tiêu hủy triệt để. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bến Tre cho biết, mới đây, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh phát hiện bắt quả tang một nhóm đông các đối tượng đang tụ tập tổ chức đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn tiền tại căn chòi lá ở ấp Thới Hòa 1, xã Thới Thuận, huyện Bình Đại. Khi lực lượng công an ập vào, các con bạc bỏ chạy. Tuy nhiên, 30 đối tượng 17 nam, 13 nữ đã bị lực lượng chức năng khống chế bắt giữ, lập biên bản xử lý. Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ trên chiếu bạc số tiền 9,7 triệu đồng, 3 hột xí ngầu và gần 120 triệu đồng trên người các đối tượng, 3 xe ô tô, 11 xe mô tô và 26 điện thoại di động. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về chất cấm Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an thị xã Cửa Lò đã triển khai lực lượng đột kích quán karaoke, phát hiện một nhóm thanh niên đang sử dụng trái phép chất cấm. Trước đó, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 20 tháng 1, tại phòng 303 quán karaoke Sydney, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về chất cấm phối hợp với Công an thị xã Cửa Lò bắt quả tang 12 đối tượng gồm 8 nam 4 nữ đang sử dụng trái phép chất cấm. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ một bộ dụng cụ sử dụng chất cấm và 1,36 gram chất cấm tổng hợp. Qua test nhanh, 8 trên 12 đối tượng dương tính với chất cấm. Bước đầu, cơ quan chức năng tạm giữ 3 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất cấm, gồm Hoàng Văn Việt sinh năm 1993, Hoàng Văn Anh sinh năm 1995 và Nguyễn Văn Hoa sinh năm 1993, đều trú tại phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò. Đồng thời, làm rõ hành vi sử dụng trái phép chất cấm của các đối tượng còn lại. Được biết, Hoàng Văn Việt là chủ quán karaoke, từng có tiền án về tội mua bán trái phép chất cấm. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng. Tiểu mục Chịu Sao Cho Nổi hôm nay sẽ đưa quý vị đến với Hà Nội để chứng kiến một vấn nạn khiến nhiều người không hiểu vì sao mà đến bây giờ nó vẫn còn tồn tại. Vâng, chuyện mà chúng tôi muốn đề cập đó chính là ở sông Hồng, đoạn chảy qua địa phận xã Thống Nhất, huyện Thường Tín, nơi đang xảy ra tình trạng bến bãi, trạm trộn bê tông lấn chiếm không gian thoát lũ ở mức báo động. Hầu hết những công trình này đều không phép nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động suốt nhiều năm qua. Chưa dừng lại ở đó, trong quá trình sản xuất thường xuyên gây ô nhiễm môi trường. Chất thải từ hoạt động sản xuất chưa qua xử lý đổ thẳng ra sông Hồng. Vấn đề được phản ánh cụ thể trong phóng sự sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Sông Hồng đoạn chảy qua xã Thống Nhất, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, hàng loạt trạm trộn bê tông và bãi tập kết kinh doanh vật liệu xây dựng không phép chiếm hết không gian thoát lũ. Thời điểm phóng viên tiếp cận, máy xúc, xe trộn bê tông, xe trọng tải lớn hoạt động tấp nập,
vì hoạt động không phép, cho nên trên đường dẫn vào trạm trộn bê tông luôn có người cảnh giới. Chỉ cần thấy bóng dáng người lạ là dùng ô tô hoặc xe máy bám theo tiếp cận. Phóng viên mang những chứng cứ về công trình không phép lấn chiếm không gian thoát lũ đến làm việc với chính quyền địa phương. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã đã lập đoàn kiểm tra đột xuất trạm trộn bê tông này. Thời điểm đoàn kiểm tra có mặt, trạm trộn bê tông vẫn hoạt động như không có chuyện gì xảy ra. Xe cộ vẫn thản nhiên ra vào. Tiếng ồn, khói bụi xi măng xả ra không khí rất ô nhiễm. Phóng viên phát hiện chất thải, nước thải từ hoạt động sản xuất bê tông đang được xả thẳng xuống sông Hồng như thế này. Nhưng thật bất ngờ là đoàn kiểm tra không lập biên bản xử lý vi phạm đang diễn ra công khai tại trạm trộn bê tông không phép. Thực tế là bây giờ là chúng là cái khi nước chảy ra nó kéo theo cái mặt sàn, người ta rửa mặt sàn ra là nó có kéo theo cái bột đá mạt của trên bãi. Nhưng mà ông đánh giá như thế nào về cái tình trạng này ạ? Ôi, xin phép không trả lời. Chỉ là nước thải từ rửa sàn thôi, còn đây là hình ảnh thực tế phóng viên đã ghi nhận. Cát, đá, kèm xi măng xả thẳng xuống sông Hồng. Đất đai nứt nẻ, bê tông vón cục thành từng mảng. Cứ cái đà này, chẳng mấy chốc, những khối bê tông lớn sẽ lấn ra giữa sông, cản trở thoát lũ. Nguy hiểm là vậy, song đại diện doanh nghiệp vẫn tìm cách bao biện cho hành vi sai phạm bất chấp pháp luật. Cũng mong rằng tất cả các anh chị tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp việc làm việc để có thu nhập ổn định thế thôi, chứ còn bọn em cũng chả biết nói gì hơn. Không chỉ có trạm trộn bê tông trên, địa bàn xã Thống Nhất còn có nhiều bãi tập kết vật liệu xây dựng không phép, những bến bãi như một bức tường thành ảnh hưởng đến việc thoát lũ sông Hồng. Phía xã khẳng định chỉ có duy nhất một bến thủy nội địa được cấp phép, còn lại đều hoạt động không phép. Xã cũng nhiều lần lập biên bản sai phạm, báo cáo lên huyện về hướng xử lý, tuy nhiên đến nay vẫn chỉ nằm trên giấy. Phóng viên mang những bằng chứng ghi nhận được đến Ủy ban Nhân dân huyện Thường Tín. Đại diện huyện thừa nhận, huyện cũng nhiều lần ra quân xử lý vi phạm, tuy nhiên chưa triệt để. Thì trong thời gian tới thì thực hiện quyết định số 7301 ngày 22 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân huyện có thành lập tổ kiểm tra củng cố hồ sơ để xử lý dứt điểm theo chỉ đạo của Ủy ban thành phố cũng như là trong cái thông tin đại chúng các ủy ban phản ánh. Suốt nhiều năm qua, những công trình vi phạm vẫn ngang nhiên tồn tại, còn ô nhiễm người dân phải gánh chịu, ảnh hưởng đến sản xuất cho đến đời sống. Lo ngại nhất vẫn là việc thoát lũ, mất an toàn đê điều. Cũng trong quá trình điều tra, phóng viên tiếp tục phát hiện tình trạng xe tải trọng lớn chở vật liệu xây dựng từ những bến bãi, trạm trộn bê tông không phép ngày ngày tàn phá tuyến đê trọng yếu của sông Hồng. Thế nhưng việc xử lý phương tiện sai phạm lại có nhiều dấu hiệu bất thường. Liệu có chuyện bảo kê cho những hành vi sai phạm này? Câu trả lời sẽ được cung cấp trong phóng sự tiếp theo trong chương trình ngày mai. Quý vị nhớ chú ý theo dõi. Tiếp theo chương trình, xôn xao đoạn clip ô tô lùi tốc độ cực nhanh, tông vào người phụ nữ trong hầm chung cư. Phần cuối chương trình, tủ bánh mì không đồng trước cổng bệnh viện nhằm giúp đỡ bệnh nhân, người dân có hoàn cảnh khó khăn. Thưa quý vị, bất chấp luật giao thông và nguy hiểm rình rập, tài xế xe ben trong tình huống sau vẫn vượt ẩu ngay trên cầu gây bức xúc. Vụ việc xảy ra tại tỉnh Thái Nguyên, mời quý vị cùng theo dõi. Theo camera hành trình một tài xế đi đường ghi lại, chiếc xe ben đi hẳn sang làn đường ngược chiều, phóng nhanh qua hàng loạt xe để vượt lên, thậm chí đối đầu với xe đi đúng chiều tại cầu. Anh tài xế cho biết nếu đi nhanh hơn chút mà đối đầu với xe ben đó thì không biết sẽ xảy ra hậu quả như thế nào. Thưa quý vị, theo luật giao thông, các phương tiện không được phép vượt trên cầu hẹp có một làn xe. Theo Nghị định 100/2019, phạt tiền 3-5 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi vượt xe trong những trường hợp không được vượt, vượt xe tại đoạn đường có biển báo hiệu có nội dung cấm vượt. Thưa quý vị, mới đây chúng tôi đã ghi nhận đoạn video ghi lại hình ảnh một xe ô tô con mất lái, chạy lùi với tốc độ cao rồi tông trúng một người phụ nữ trong hầm chung cư. Vụ việc xảy ra tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Theo camera an ninh ghi lại cho thấy, khi hai người vừa xuống khỏi xe ô tô, chuẩn bị rời đi, thì một chiếc xe ô tô con khác bất ngờ đi lùi với tốc độ cao về phía đôi nam nữ. Quá hoảng hốt, hai người liền bỏ chạy. Tuy nhiên, người phụ nữ chạy phía sau đã không kịp tránh né, bị ô tô chạy lùi tông trúng.
và chạm mạnh khiến nạn nhân bị hất văng, sau đó kẹt giữa hai xe ô tô. Sau vụ tai nạn, người phụ nữ bị thương nặng đã được người dân hỗ trợ đưa tới bệnh viện. Chuyển sang một tình huống khác, không những vi phạm quy định giao thông đường bộ mà tài xế lái chiếc ô tô còn có hành vi gây bức xúc, đó là gây tai nạn rồi bỏ chạy. Vụ việc xảy ra đoạn qua khu đền Vọng, xã Địch Quả, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Theo đoạn clip camera hành trình tài xế ghi lại, khi đang lưu thông trên đoạn đường hẹp từ phía sau, một xe ô tô vượt ẩu lên. Thời điểm đó, hướng ngược chiều một ô tô khác đang lao tới. Chiếc ô tô vượt ẩu đã ép khiến xe camera hành trình bẻ lái hết cỡ, dẫn đến bị lọt xuống mương. Theo tài xế bị nạn chia sẻ, chưa nói đến việc vi phạm luật giao thông đường bộ, kỹ năng lái xe, riêng việc gây tai nạn rồi bỏ chạy đã đáng xử lý. Trong tình huống này, có thể nói người lái ô tô gần như đã cố tình gây tai nạn cho người khác, lấn làn để vượt, nếu ai không tránh được bị tai nạn phải đành chịu. Về mặt hành chính, lái xe như vậy phải bị xử phạt, còn ở góc độ đạo đức, rõ ràng là không thể chấp nhận được. Quý vị thân mến, tiểu mục Cửa sổ hạnh phúc hôm nay sẽ kể về câu chuyện đầy ấm áp và ý nghĩa từ thành phố Hồ Chí Minh. Gặp gỡ những người đã tạo nên một mô hình đặc biệt, đó là tủ bánh mì không đồng trước cổng bệnh viện thành phố Thủ Đức, mang đến sự giúp đỡ cho bệnh nhân và những người dân đang gặp khó khăn. Hơn 100 ổ bánh mì đã được trao đến tay mọi người. Những chiếc bánh thơm ngon như là sự chia sẻ, lòng nhân ái và nguồn động viên với những người đang trải qua những khó khăn trong cuộc sống. Và nào, mời quý vị cùng gặp gỡ những người hùng thầm lặng ấy nhé. Vừa qua, Công an phường Tam Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai mô hình tủ bánh mì không đồng trước cổng bệnh viện thành phố Thủ Đức. Hơn 100 ổ bánh mì được trao đến tay bà con với mong muốn yêu thương, san sẻ cùng các bệnh nhân, người dân có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời vào mỗi thứ sáu sẽ phát 300 suất cháo yêu thương. Cũng tại trụ sở Công an phường, Thượng úy Lê Đăng Khải đang kiểm đếm từng ổ bánh mì đã bọc trong túi ni lông cẩn thận. Theo Thượng úy Khải, đây là số bánh mì Công an phường đã đặt mua để chuẩn bị đem ra bệnh viện thành phố Thủ Đức phát cho bà con có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại đây. Sau khi hoàn tất khâu chuẩn bị, Thượng úy Lê Đăng Khải cùng Trung tá Nguyễn Tùng Linh, Phó trưởng Công an phường Tam Phú vận chuyển bánh mì lên xe di chuyển đến bệnh viện thành phố Thủ Đức. Địa điểm phát bánh mì trước cổng bệnh viện, chúng tôi nhìn thấy nhiều hoàn cảnh khó khăn đang xếp hàng nhận bánh mì nghĩa tình. Tôi lấy giùm ông cụ bị mù bên kia, tôi lấy cho đứa bé nằm giường bên cạnh, là những câu nói vọng ra từ đám đông. Ngay lúc khó khăn, người ta vẫn không quên đi sự tử tế. Chỉ trong khoảng 10 phút, số bánh mì không đồng chỉ còn lại vài ba cái, đợi những người cuối cùng đến nhận. Người bệnh á, người ta khám bệnh, người ta cũng đều thích thú và vui cười á. Người ta cũng nhận cái ổ bánh mì rồi. Trung tá Nguyễn Tùng Linh, Phó trưởng Công an phường Tam Phú, thành phố Thủ Đức cho biết, trong quá trình triển khai mô hình tủ bánh mì không đồng, có nhiều trường hợp đặc biệt như người bệnh ngồi trên các phương tiện xe lăn được đẩy tới để lấy bánh mì. Đối với trường hợp bệnh nhân bị tai nạn không thể di chuyển, mất nhận thức, thì cán bộ chiến sĩ công an sẽ đến tận nơi phát bánh mì, cháo nghĩa tình. Những chiếc bánh mì như những hạt giống của tình thương, sẵn sàng nảy mầm trong trái tim mỗi người. Chân thành gửi lời cảm ơn đến Công an phường Tam Phú và tất cả những người đã đóng góp vào tủ bánh mì không đồng, tạo nên một điểm sáng trong cộng đồng. Hy vọng những câu chuyện như thế này sẽ là nguồn động viên và lan tỏa ý chí nhân ái đến tất cả mọi người. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Chuyện mỗi ngày hôm nay cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này vào 6:30 và phát lại lúc 16 giờ trên kênh BPTV1. Đồng thời chương trình cũng được phát trên BPTV2 lúc 7:30 và phát lại lúc 18 giờ Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Đăng ký theo dõi kênh YouTube Truyền hình Bình Phước để được cập nhật tin tức mới nhất.